quỷ thần ơi, không biết cái nhà nào mở máy mà mẹ nào ca sĩ nào ca dở dễ sợ luôn à. Giấy trời cho cúp điện đi, nghe hoài chắc giảm thọ quá. Anh Tư. Ôi trời, ai đây vậy đi? À, chị Năm phải không? Ừ. Trời ơi chị Năm. Hết nói rồi. Gặp mặt anh là vậy à? Gì hết nói? Thì chị nè, hết nói chị rồi. Sao? Bữa nay chị đi đâu mà ăn mặc có bộ nghèo quá vậy chị Năm? Đố anh biết đó. Anh đoán giỏi, anh đoán thử coi. Đoán phải không? Ừ. Ôi, gì chứ đoán dễ ợt chứ gì. Chị đi đám cưới đúng không? Trật lất. Trật lất, đi ăn sinh nhật nè. Trật luôn. Vậy thì chị đi thi hoa hậu hả? Trật tuyết. Trời, vậy chịu thua vậy đó, chị đi đâu hả? Đi chùa. Trời ơi, trời thần ông bà ông giải ơi, trời ơi trời. Gì tự nhiên anh kêu trời ơi dữ vậy? Trời đất ơi, chị đi chùa mà chị ăn mặc vậy đây hả? Mặc vậy rồi sao? Chị cục chứ sao? Trời ơi, ai thở đời nay đi chùa đi chiền mà mặc mini jean. Trời ơi trời. Anh này lạ ghê nha. Sao? Anh thấy có chùa nào treo bảng cấm đàn bà con gái mặc mini jean đi chùa không? Không. Anh Tư. Hả? Anh thấy tôi mặc vậy đẹp không? Đẹp không hả? Ừ. Trả lời cho vừa lòng nè, đẹp thì có đẹp. Ừ. Mà điều sexy quá à. Anh ơi, đời bây giờ phụ nữ đi ra đường phải mua đen chứ anh. Trời ơi, đi ra đường thì đành rồi, chấp nhận rồi. Đang đây chị đi chùa mà chị ăn mặc kiểu này thì... Thì sao? Ừ, còn hỏi nữa. Chùa chiền là chỗ người ta tu hành. Chị ăn mặc cái kiểu này thì... Thì sao? Ừ, hỏi nữa. Tôi cho chị hay nha. Tôi lấy tâm sự của tôi nói chị nghe nè nghe không? Tôi là người ngoài đời ha, ừ. Có vợ đàng hoàng ha, ừ. Vậy mà tôi thấy tôi còn... Còn sao? Trời ơi, mấy ông không vợ ngó thấy chị... Mấy ông nào? Anh nói mấy ông nào? Thì mấy ông... Anh... Ông đòi, nào? Hỏi nữa, tôi nói đừng có hỏi mà. Chị hỏi ngồi tôi nói tùm lum tùm la mít lòng cả đám hết bây giờ nè. Nè anh... nè, tôi hỏi chị nè. Chị đi chùa làm chi hả? Hả? Anh này hỏi lạ không? Hả? Tôi đi chùa lại Phật sám hối chứ làm chi? Sám hối hả? Ừ. Trời ơi chị sám hối, trời ơi trời. Chị sám hối cho ai vậy? Sám hối cho má tôi. À, hiếu ha, có hiếu ha. Nè tôi hỏi chị, cho má chị hồi sanh tiền làm nghề gì mà bây giờ chị phải sám hối cho má chị vậy? Hả? Má tôi làm nghề lương thiện lắm. Lương thiện lắm hả? Cho tiền góp á. Trời ơi, lương thiện quá ha. Nghe lương thiện không là từng 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 không? Trời ơi, cho tiền góp. Rồi, cho tiền góp cũng có người giúp đỡ cho người nghèo phải không? Đó, giờ tôi hỏi cái này quan trọng nè. Sao? Cho tiền góp ha, mà góp ăn lợi nhiêu nè hả? Rẻ rẻ hả? Rẻ rẻ. Mượn 5.000, à. Trả 7.000. Mượn 10.000, trả 14. Ôi ôi, vậy không phải là xanh xít dít đuôi rồi, mà này ném về là xanh xít đít cách to. Lương thiện quá, bởi vậy chết sớm phải rồi. Ê, anh không có được nhạo báng má tôi nha. Đâu có nhạo báng gì đâu. Thôi giờ nói vậy nghe nè, vui vẻ đi nghe không? Bỏ qua cái chuyện lương thiện của má chị đi. Hen. Rồi, bây giờ chị nghe tôi hỏi nè nghe không? Ừ. Hỏi câu này cũng quan trọng cuộc đời chị nghe. Hỏi đi. Nó chồng chưa hả? Tôi hả? Ừ. Cười. Tôi đố anh á. Hả? Hả? Tôi đố anh đoán thử coi tôi có chồng chưa. Trời ơi, chuyện này ưa biểu người ta đoán dùm quá à. Được rồi, muốn đoán đoán. Ví dụ này dễ. Vụ này đâu tốn tiền tốn bạc gì đâu. Để đoán nha. Ý đoán phải nhìn chứ. Đâu để quan sát kỹ coi coi. Anh nhìn gì kỳ cục vậy? Nhìn kỹ từ trên tới dưới, từ trước ra sau, từ ngoài vô. Thôi dẹp đi. Nói mau đi. Có chồng chưa? À, để coi kỹ rồi. Theo tôi thấy được rồi. Đôi môi đỏ hồng, nụ cười tươi tắn, cặp mắt lâm lanh. À, những cái này thì chưa có chồng nè. Tất nhiên rồi. Còn chị ha. Sao? Có chồng rồi. Gì? À? Sao tự nhiên đón tôi có chồng rồi là sao? Thì biểu người ta đoán chứ làm sao? Là tại vì tôi nhìn chị nè. Nhìn sao? Cái bụng hơi to nè. Cái này nó sẽ nè. Tự nhiên á. Cái này nó bự đó. Ôi trời. Hả? Đón bậy đón bạ không à? Sao vậy? Tôi chưa chồng. Chị chưa có chồng hả? Ờ. Trời ơi, tôi vẫn ốc hết trơn nè. Chị chưa có chồng. Ừ. Dám thề không? Ừ. Trời. Thề đi. Chưa thề. Chồng thì người ta nói chưa chồng. Sao tự nhiên bắt người ta thề? Thề lấy lòng tin chứ. Bây giờ chị nói chị chưa có chồng ha không? Ờ. Thôi cũng ráng tin đi ha. Can đảm lên mà tin chị chưa có chồng đi ha. Bây giờ chị cho tôi hỏi nha không? Hỏi gì? Chị đi chùa sắm hối chỗ bác rồi ha. Ừ. Rồi còn chuyện gì nữa không? Tôi hả? Ờ. Còn tôi thì lại Phật. Ờ. Tôi nhờ trời Phật tìm cho tôi một người chồng xứng đáng. Trời ơi trời đất quỷ thần ơi, nhờ trời Phật tìm cho tôi một người chồng xứng đáng. Không dám đâu bà ơi. Tôi nói cho chị nghe nè, có chồng hay là không á là do chị á, do chị chọn á. Trời Phật có rảnh đâu mà đi làm mai cho chị á. Anh này nói nghe lạ quá. Sao lạ? Tôi
tôi nhờ trời Phật xui khiến cho tôi, chứ tôi có nhờ làm ai đâu. Nhưng mà không có trời Phật nào ở không đi lo ba cái chuyện tào lao đó đâu. Chị muốn có chồng á, chị nhờ ông Thiên Lôi đó quả mai. Ê, bà hại anh. Không có nói chuyện với anh nữa. Tôi đi à. Đi đâu à? Đi chưa? Trời ơi, nhẹ nhàng quá. Chưa. Trời ơi trời. Đi chùa yêu cầu chị về nhà thay bộ quần áo khác đi. Đi đi. Thay sao được. Dạ. Đi chùa xong tôi còn phải đi. Đi đâu nữa? Nhảy đồng. Trời ơi trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi. Hai cái chuyện không có hợp với nhau mà chị nhồi chung một cục thì chị hết nước nói rồi. Tiếng Tây người ta kêu hết nước nói là finish the ludia đó. Sao hết nước nói? Không phải sao? Chùa chiền là chỗ tu hành thanh tịnh, con nhảy đầm là chỗ phè phởn ăn chơi. Chị vừa đi chùa vừa đi nhảy đầm, giống như vừa mới ăn chay xong chị say qua, chị ăn thịt quay xá xíu vậy đó. Cãi tôi. Bây giờ tôi đi à. Đi chùa hả? Không. Vậy cho đi đâu? Hả? Bây giờ còn sớm. Ờ. Tôi đi nhảy đầm. Xong rồi cái tôi đi chùa. Thôi thôi tôi lại chị luôn. Tôi chạy chị 100 cây số luôn. Trời ơi. Đi không? Hả? Đi đâu? Đi nhảy. Đi nhảy hả? Ừ. Ờ nhẹ đi. Gì nhẹ? Nhẹ ra rồi kiếm chàm rồi nhảy. Thôi nữa. Tất nhà nữa cả. Anh quê quá. Gì quê? Đi nhảy đầm á cha nội. Ủa nhảy đầm hả? Ừ. Nhảy đầm ai biết đâu. Hưởng đủ rồi nhảy cò cò nha. Không biết tôi dạy cho. Dạy tôi hả? Ừ. Nhảy đầm dễ không? Dễ ợt. Dễ ợt hả? Ừ. Dễ ợt học liền. Chị dạy tôi đi. Ôm tôi đi. Ủa có vụ ôm nữa hả? Thì ôm đi. Tôi ôm được ở rầy à nghe không? Ôm đi không có rầy đâu. Tôi ôm tới bến rồi nghe. Ừ. Trời ơi. Ôm gì mà chặt cứng vậy cha nội. Quảng cáo trước rồi. Tao chào hàng trước rồi. Hãy tôi ôm là tới bến mà. Không ôm mày thôi. Ôm mà ôm dữ lắm. Vậy đó. Ừ. Gì nữa? Nhưng mà trước khi dạy á. Ừ. Tôi đố anh mấy câu cái đã. Ừ. Nếu mà anh đáp được tôi mới dạy. Trời ơi thầy này khó dữ rồi. Ừ. Dạy nhảy đầm mà phải đố rồi mới dạy hả? Chứ sao? Khó khăn ha. Khó lắm. Khó cũng phải trèo lên thôi. Ừ. Đó cứ dạy đi. Rồi giờ đố đi. Đố đi. Rồi đố. Bây giờ ha. Ừ. Tôi đố anh. Rồi đố đi. Cái gì đàn bà biết mà đàn ông không biết? À. Đàn bà biết mà đàn ông không biết. Ừ. Quá trang song phận. Chị thua đi. Quá trang song phận đàn ông biết chứ. Chị thua đi. Mấy người đi hát tao biết làm tù làm mặt chứ. Cái gì ta? Uống tóc. Đàn ông cũng biết chứ. Chị đàn ông cũng có uống tóc chị. Cái gì ta? À, cái gì đâu mà khó quá. Chịu thua chị đó. Chịu thua phải không? Ừ. Suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ chứ. Tôi trả lời nha. Nói đi. Đàn bà biết đẻ, đàn ông đâu có biết đẻ. Đúng không? Hay quá, hay quá. Trời dễ ợt mà không có biết sai. Vậy câu thứ hai hen. Bây giờ tôi đố anh. Cái gì nữa? Trái gì tròn tròn mà ăn hỏng được? Ủa sao chị đố hoài vậy? Chứ sao? Sao chị đố tôi hoài vậy? Cái này khó suy nghĩ à nghe. Chứ anh trả lời không được mà. À, tại trả lời không được mà giờ đố tiếp đó phải không? Sao? Tròn tròn mà ăn hỏng được. Trái cam, trái quýt, trái ổi. Mấy cái đó tròn tròn ăn được. Tròn tròn mà ăn không được. Nè nè, một trái à, hai trái à? Một trái mới nói. Một trái khó quá à. Thì thua hai đi. Trái, hai trái tôi biết. Một trái khó quá. Thì thua đi. Hỏi cái nữa nghe. Vậy đó giòn hay dai? Thôi trả lời ơi. Trả lời mau đi. Hỏi hoài. Mà hỏi cho kỹ thì mới trả lời chứ. Thì thua ăn cái rồi này rủi ro thua nữa làm sao? Thì thua đi. Nó thua đó, thua đó. Thua phải không? Trái gì mà tròn ăn không được nói coi. Trái đất. Đúng không? Hay quá. Hay công nhận, công nhận. Thôi giờ chị cho tôi đố lại chị cái đi. Trời đất ơi. Nãy giờ chị đố tôi không à. Trời ơi. Cho tôi gỡ lại trái danh dự đi. Thấy không? Phải không? Rồi. Được rồi. Bây giờ tôi cho đố. Anh gỡ. À tôi đố chị nghe không? Y như câu đầu chị đố tôi. Đố đi. Đố chị cái gì đàn ông biết mà đàn bà không biết đó. Nghĩ đi. Nói đi. Để coi suy nghĩ kỹ nghe. Suy nghĩ đi. Trời ơi. Công nhận suy nghĩ. Sao khó quá. Cái mặt ngu thiệt. À, khó mày đố cho. Thua. Thua phải không? Ờ. Nghe cho kỹ nè nghe không? Gà trống nó biết gai, còn gà mái đâu biết gai. Công nhận anh hay ghê vậy.